Hello, xin chào các bạn, mình là Bùi Phương và chào mừng các bạn đến với video của mình. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ về những trải nghiệm thú vị ở Dubai. Đầu tiên đó là trải nghiệm đi tàu điện ngầm ở Dubai Metro. Tàu điện ngầm ở Dubai thì hoàn toàn tự động và không có người lái nha. Nghe đồn đây là tuyến không người lái dài nhất thế giới. Bạn có thể sử dụng metro để tới hầu hết các địa điểm nổi tiếng như là Dubai Mall, Dubai Marina, chợ vàng và khu tài chính của Dubai. Từ trên cao nhìn khung cảnh thành phố thì vô cùng tuyệt đẹp và hiện đại đến choáng ngợp, nói chung là mình vô cùng ấn tượng. Điểm thứ hai mà các bạn có thể tới đó là Museum of the Future, là bảo tàng tương lai. Nghe cái tên thôi là mình đã thấy rất là fancy rồi. Nhưng mà cái lời khuyên của mình đó là nếu mà các bạn đã có visa và vé máy bay thì các bạn nên book vé khi mà ở Việt Nam luôn. Bởi vì ở đây rất là đông và giới hạn người tham quan. Điểm thứ ba đó là khu phố lịch sử Al Fahidi, thường được biết đến với tên gọi là Al Bastakia. Đây là khu dân cư rất là lâu đời của Dubai. Nơi đây tập trung các tòa nhà màu cát có tuổi đời hàng thế kỷ và gợi nhớ đến Old Dubai trước liên bang. Nó nằm ngay giữa đô thị, vô cùng hiện đại. Nơi đây thì không giống bất cứ nơi nào mà bạn thấy ở Dubai. Thay vì sự náo nhiệt ở phần lớn Dubai thì đây là một khu vực tương đối nhỏ và các bạn có thể dễ dàng khám phá bằng cách đi bộ. Nó giống như là lạc vào chuyện ngàn lẻ một đêm xứ Ba Tư thời đó vậy đó. Nói chung là mình rất là thích khi mà mình đọc review và mình nhìn ảnh một cái là mình quyết định rằng mình phải tới đây liền. Rất là đẹp và mọi góc cách ở đây thì các bạn đều có thể chụp ảnh được. Nói chung là đẹp lắm các bạn ơi. Điểm thứ tư mà các bạn có thể cân nhắc khi mà tới Dubai đó là các bạn sẽ mua saffron về làm quà. Người bán hàng nói với mình là ở Dubai thì không có hàng giả đâu, vì nếu mà chính phủ phát hiện cửa hàng nào bán đồ giả thì họ sẽ phạt rất là nặng. Nặng đến nỗi mà không ai dám bán hàng giả vì tiền phạt còn nặng gấp mấy lần tiền lời. Và điều thú vị là bạn có thể trả giá khi mua hàng nha. Tụi mình cũng trả giá nên là cũng được giảm kha khá.
It's okay. It's okay. Về ẩm thực thì mình may mắn được ghé hai nhà hàng. Đầu tiên đó là El Khaimah. Đây là nhà hàng này nằm trong khu lịch sử El Fahidi. Mình thấy là review rất là cao trên Google nên là mình ghé thử. Thú thật là về ẩm thực ở Trung Đông á, thì mình không có hợp lắm, chỉ một vài món là mình ăn được thôi. Nhưng mà cái nhà hàng này á, thì mình rất là thích, bởi vì nhà hàng thì thân thiện nè, phục vụ rất là nhiệt tình, order thì hiện đại, giá cả phải chăng và không gian thì tuyệt vời lắm các bạn. Nói chung là cảm giác giống như là mình tập truyện như thế nào thì mình ra cái nhà hàng này nó giống như là vậy. Nhà hàng thứ hai mà mình được có cơ hội để đi ăn thì đây là sếp của mình mời, tên là Bawabat Bangladesh. Sếp cũ của mình thì ở Israel và tới Dubai cũng nhiều lần nên là giới thiệu nhà hàng ngon cho tụi mình. Quán thì rất là sang trọng, nằm gần biển, ăn xong thì tụi mình đi dạo biển luôn. Các bạn có thể thấy là bàn ăn quá trời món. Mình rất là xin lỗi bởi vì mình không biết tiếng Ả Rập nên không nói chi tiết tên của món ăn được. Nhưng mà trong tất cả các món thì mình rất là thích món bánh mì. Nói chung là ngon xuất sắc. Và cái món mà đằng sau, các cái món sau ví dụ như trà hoặc là cà phê của Thổ Nhĩ Kỳ thì mình cũng thấy rất là ấn tượng. Có một điểm mà mình cảm thấy rất là thú vị khi mà tới Dubai, đó là khi mà các bạn đi trên đường thì các bạn sẽ không hề thấy một cái cọng rác nào. Nói chung là thành phố rất là sạch. Và thứ hai đó là các bạn sẽ rất dễ bắt gặp các siêu xe. Nói chung là siêu xe nhiều vô kể. Và khi mà các bạn book Uber thì Lexus là cái xe rất là bình thường để đón các bạn. Và các bạn hoàn toàn có thể bắt trực thăng để di chuyển các cái nơi. Các bạn tới Dubai thì các bạn có thể thử mở Uber lên và bắt trực thăng để đi thử. Nó có một cái là helicopter ở trên đấy. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi tới cuối video của mình. Hy vọng rằng là video hữu ích. Và nếu các bạn có cơ hội tới Dubai thì hãy share với mình là những điểm mà các bạn đã tới và những điều các bạn thích ở Dubai nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.